dễ nhìn là được ạ. Dạ, mặt đừng có giữ quá. Mặt không có giữ quá. Dạ. Tướng cao ráo được không? Dạ được ạ, càng tốt ạ. Rồi, tóc tai quăng rồi để dài kia được không? Dạ, tóc tai thì gọn gàng là được, không có hói. Bên đây là gọn dữ lắm. Bên kia quá gọn luôn ạ. Hói thì đừng có nhắc tới nữa. Dạ. Hay là sang năm tiến tới kết hôn đều được ạ. Trừ tháng 7 ra thì tất cả là các ngày còn lại đều là ngày đẹp ạ. Dạ. Em tên là Phạm Thị Khởi, em sinh năm 1993, em làm nha sĩ và hiện tại em đang ở quận 10 ạ. Mình làm việc ở đâu? Dạ em ở quận 10 luôn đấy ạ. Ở quận 10 và làm việc ở quận 10 luôn, làm nha sĩ ạ. Quê ở đâu Khởi? Dạ quê ở Gia Lai ạ. À quê Khởi Gia Lai. Dạ. Mời em trai. Dạ, chào cho chú Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và tất cả quý vị khán giả đang trong trường quay và khán giả theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là La Văn Hội, em sinh năm 1994, em đến từ tỉnh Đắk Nông ạ. Và công việc hiện tại của em là điều phối dự án sốt rét tại tỉnh Gia Lai ạ. Rồi bây giờ nhà gái là có ưu điểm, khuyết điểm như thế nào, chia sẻ cho mọi người biết nào. Dạ, em thì mọi người cho em là nhanh nhẹn, hoạt bát, làm việc thì có trách nhiệm. Có khuyết điểm thì không biết nấu ăn ạ. Thật ra thì cái cũng không có quan trọng lắm đâu. Dạ. Để coi bên kia có biết nấu ăn không để bù trừ. Còn nếu mà không biết luôn nữa thì tôi xử cho. Trời, dễ ẹt, không biết nấu ăn mà miễn biết đi mua đồ ăn là được rồi. Ừ. Hiểu không? Tao biết mua chỗ nào ngon là được rồi. Hồi sao nè, biết nấu ăn không? Dạ, thưa chú là cháu có biết ạ. Cháu biết. Biết nấu ngon không? Dạ, cũng tạm được ạ. Dạ. Tạm được hả? Dạ, tại vì trước đây là cháu có từng đi làm phụ bếp rồi ạ. Ôi trời ơi, hay quá. Vậy là hợp lý rồi đó nha nhà gái. Dạ. Hội có ưu điểm gì? Dạ, thưa chú là cháu có ưu điểm là trong cuộc sống thì cháu là một người hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ, là giúp đỡ mọi người. Thì về trong công việc thì là cháu cũng là có chí cầu tiến, lắng nghe, học hỏi và cũng là giúp đỡ mọi người trong công việc ạ. Hay quá. Dạ, về điểm yếu của cháu thì cháu hơi rụt rè trước đám đông ạ. Rụt rè trước đám đông là chừng nào gặp đối tượng kìa, chứ không gặp đối tượng chắc cũng rụt rè đâu đúng không? Dạ vâng ạ. Bên đây mời thì... nhà gái. Bên đây hòa đồng hoạt bát cho nên gặp bên đó rụt rè thì không sao, bên không đây sao, làm đúng được không? Rồi đường tình duyên nhà gái sao, kể cho nhà trai nghe chút coi. Dạ thì em có hai mối tình ạ. Mối đầu tình đầu tiên là một năm thời sinh viên ạ. Còn mối tình thứ hai thì là kéo dài được 3 năm. Nhưng mà sau đó thì do khoảng cách địa lý và một số tính cách không hợp nhau nên là chia tay ạ. Mình chia tay lâu chưa em? Dạ em chia tay 2019 ạ. Dạ. Rồi bên đây là chia tay từ 2019 tới giờ là 4 năm rồi. Rồi hỏi sao? Dạ, cháu là cũng là trải qua hai mối tình rồi. Hai mối luôn. Mối tình đầu tiên là kéo dài được khoảng 1 năm. Sao chia tay? Dạ, tại vì là gia đình nhà bạn đấy là điều kiện kinh tế là tốt hơn nhà cháu. Nên là giống kiểu là không tương xứng nên là cháu là tạm là cháu chủ động chia tay ạ. Kỳ vậy, người ta không có coi chuyện đó quan trọng mà sao mình quan trọng chuyện đó. Dạ, rồi mối tình thứ hai là hồi đi học y sĩ ạ. Dạ thì hồi đấy là học chung rồi cũng là không có công khai. Xong rồi lúc mà đi thực tế cộng đồng thì là cháu đi một nơi, bạn đấy đi một nơi. Và khi tốt nghiệp thì bạn đấy là lập gia đình luôn chú ạ. Dạ. Đúng rồi, mỗi người nơi mà không quan tâm chăm sóc người ta, ta lập gia đình chứ còn gì nữa. Nói chung hai mối tình không có thấy mối nào coi được chút xíu nào hết trơn. Chào nhà trai. Dạ, em chào chị ạ. Nó nghe nè, mình quen người ta, ví dụ mình thấy điều kiện mình không có bằng thì mình có thể chia sẻ hay như thế nào đó. Chứ tự nhiên không có mình chủ động mình chia tay tội nghiệp con gái người ta. Biết đâu ta thương mình thiệt là sao? Thương mình thiệt biết đâu sao? Gia đình bên kia cũng thương mình thì sao? Đúng không? Dạ. Nên là cái đó là kinh nghiệm nghe, mai mốt là mình không có được tự ti về những cái việc đó. Rồi bây giờ nói cho chị Lan nghe đi, bây giờ chuyện cũ mình bỏ qua đi. Bây giờ nói tới chuyện mới nè. Bây giờ mình muốn có một cái người bạn gái như thế nào nè? Dạ, em thưa chị là em cũng là muốn là em sẽ tìm được một mẫu bạn gái như là biết quan tâm, lo lắng cho gia đình. Dạ, như vậy là được rồi ạ. Thật ra là phụ nữ ai cũng quan tâm chăm sóc gia đình hết trơn á. Mình phải đặt coi đàn ông mình có quan tâm chăm sóc gia đình hay không. Đúng. Thì phụ nữ họ sẽ quan tâm chăm sóc gia đình thôi. Dạ. Đúng không? Cái điểm gì ở người phụ nữ là em không thích? Em không thích bạn nữ là có hình xăm ạ. Hình xăm? Dạ, có xăm hình. Chắc không có xăm hình đâu đúng không? Không có. Bên đây là không có xăm hình. Đó bề ngoài thôi, biết đâu nó xăm chỗ mà không nhìn thấy. Thì chỗ nào tôi thấy thì tôi nói là không có xăm đó. Không phải hỏi đàng hoàng. Ủa nhưng mà tại sao mình không thích xăm mình là sao? Dạ. Xăm có ảnh hưởng gì không?
cái tính của cháu là giống như kiểu là hơi cổ hủ một chút đó chú ạ. Quá đi. Chị Lan nói cho nghe, bây giờ có mấy cái hình xăm dễ thương lắm. Chen lớn mập mạp mà chen lớn quá trời quá đất. Mấy cái hình xăm dễ thương lắm, xong con bướm bướm nè, hay là cái gì đó nhỏ 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 trên cái tay cũng dễ thương lắm. Yeah. Nên thí dụ mà lỡ mà cô gái mà có cái hình xăm nhỏ nhỏ vậy thì không sao. Yeah. Mình phải nhìn nó với một nét đẹp. Rồi vâng ạ. Ta đâu có xăm nguyên đại bàng trên lưng đâu. Nói chung á, hiện nay á, tattoo á là một trong loại hình nghệ thuật. Nghệ thuật. Đúng. Đem cái đẹp mới hiện đại, đừng có xăm cái gì nó tầm bậy tầm bạ. Còn em là thích mẫu hình lý tưởng nào? Dạ, em thì em thích một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Về công việc thì sẽ có luôn luôn có chí hướng về tương lai. Trời. Dạ. Và luôn luôn tiến thủ chứ không có không có lùi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cũng không cần quá đẹp trai đâu ạ, cũng dễ nhìn là được ạ. Dạ, mặt đừng có dữ quá. Mặt không có dữ quá. Dạ. Tướng cao ráo được không? Dạ được ạ, càng tốt ạ. Rồi. Tóc tai quăng rồi để dài thì kia được không? Dạ, tóc tai thì gọn gàng là được, không có hói. Bên đây là gọn dữ lắm. Bên kia quá gọn luôn ạ. Hói thì đừng có nhắc tới nữa. Dạ. Hói thì được không? Tôi hỏi trước. Hói thì để suy nghĩ lại ạ. Hói để suy nghĩ hả? Hói mà thông minh. Thôi mở rào ra thấy dạ, người ta dạ. Đẹp trai một cái là bao nhiêu có định kiến về hói hay không hói là tan biến hết. Đàn ông yêu cầu chi không xăm không xiết, rồi ta yêu cầu là ta không thích hói đó. Vừa lắm. Yêu cầu qua lại vậy đó. Thôi được rồi, bây giờ hỏi người thân coi sao. Chàng trai đi với ai nè? Dạ thưa chị và chú, hôm nay em đi tới chương trình này là cùng với mẹ và cậu ạ. À, có mẹ cậu luôn. Dạ. Rồi, mời mẹ với cậu nào. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Rồi, xin chào em. Dạ, em hâm mộ anh trong một phim Đồng Tiền Sương Máu. Trời ơi, fan cứng. Hôm nay rất là vui được gặp anh. Dạ, chào chị Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan thì em nhớ hình như là bộ phim là Giấy Trọ Có Bốn Cô Chiêu đúng không ta? Dạ, dạ. Cảm ơn ạ. Dạ, em thì hay xem trên truyền hình thôi. Em từ Tây Nguyên xuống. Xin chào bên nhà gái ạ. Em là cậu của Hội. Hội thì nhà thì còn mình nó thôi. Nhà hai anh em thì anh lấy vợ rồi thì nó mong muốn là một người là lo cho gia đình thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Còn về bạn nữ bên này á, nhận xét của cậu thì tại vì cậu là ít khi khen người ta, kể cả phụ nữ cậu cũng ít khi khen lắm. Là con biết mà, cậu thấy là ok. Cái tiêu chuẩn của gia đình mình thì đầu tiên là hiền. Cậu thấy bạn bên này là cũng hiền đấy. Cho phép cậu hỏi một câu nha. Dạ. Tức là con đã bao giờ mà quen một người dân tộc chưa? Quen ở đây là yêu hay là quen biết thôi ạ? Là mình tìm hiểu. Là đã yêu nhau chưa hay là? Đúng rồi, tức là xác định không? Xác định trong đầu óc là dạ có từng quen một người dân tộc. Dạ có từng quen. Tại vì cháu của cậu là người dân tộc à? Dạ. Gia đình cậu là người miền núi phía Bắc. Cho dù là vô trong Tây Nguyên này mấy chục năm rồi nhưng mà người dân tộc thì nó vẫn là dòng máu như thế thôi. Kể cả ở nhà thì vẫn nói tiếng dân tộc thôi. Còn khi có khách hay là đi ra ngoài á, mình mới nói tiếng phổ thông. Dân tộc gì cậu? Dân tộc Tày. À, dân tộc Tày hả? Vậy thì cái truyền thống của dân tộc Tày là vợ đi cưới chồng hay chồng cưới vợ? Chồng đi cưới vợ. Chồng cưới vợ hả? Chồng đi cưới vợ. Thôi, chút ngược lại là mệt lắm. Em xin hết ạ. Cho hỏi mẹ cái, mẹ thấy dâu tương lai được không? Được rồi. Được, đồng ý không? Đồng ý. Nếu mà con trai đồng ý thì mẹ cưới liền không? Lo cho con. Lo cho con, rồi. Và một cái chi tiết nữa là anh trai của Hội là cũng là lấy người Kinh làm vợ. Có một cháu trai 2 tuổi rồi. Cảm ơn nhà trai ạ. Em gái gì với ai? Dạ, mà với em gái, em họ. À. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Chào anh Hội, chào bên nhà trai ạ. Thì hôm nay em cũng tới đây để cho chị bớt run thôi. Chứ thực ra em cũng không biết được là chị, nói chung là chắc là chị cũng đã có sự lựa chọn của mình rồi. Em thấy anh ở bên này cũng được. Thực sự thì phù hợp hay không thì đến khi mà hai người về với nhau á, thì lúc đó sẽ tự tạo ra cái sự phù hợp với nhau thôi. Chứ thực ra không có ai sinh ra mà phù hợp từ ngay từ đầu được. Thì em mong nếu như mà anh chị có thể đến được với nhau á, thì mong là anh sẽ yêu thương chị em. Em mong là anh chị sẽ có thể có thời gian tìm hiểu nhau thêm. Dạ em xin hết ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn hai họ. Bây giờ mở rào cho họ gặp mặt thôi. Mở rào.
Chuyện còn lại là cô Hội đó. Bắt đầu đi. Rồi em có món quà gửi anh ạ. Rồi không muốn gửi anh. Mày tặng quà gì mà bự quá vậy ta? Chào anh. Ừ, chào em. Xin phép là anh sẽ nói về cái món quà ở đây. Món quà thì nó là một cái đồng hồ, là cái mỏ neo. Đấy, thì nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là cái đồng hồ, hy vọng là thời gian sắp tới là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Và cuối cùng sẽ là kết thúc bằng một cái đám cưới viên mãn. Thứ hai á, là cái đồng hồ nó hình mỏ neo như vậy thì là ý nghĩa là giống như kiểu là anh là một người, một giống như là một con thuyền, hay là lênh đênh, là em sẽ là một cái mỏ neo để giữ con thuyền đấy lại. Dạ, đấy. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Thì em cũng nói sơ qua về món quà của em, đó là một bình sen đá. Em rất thích sen đá, tại vì sen đá nó nhỏ, nó mỏng manh nhưng mà sức sống của nó rất mãnh liệt. Đúng rồi. Dạ, em cũng hy vọng là em và chồng tương lai của em cũng như thế để trải qua cái cuộc sống khó khăn này. Đúng rồi. Dạ. Nên anh muốn là hỏi em một câu là cảm nhận về em khi nhìn thấy anh là như thế nào? Lần đầu nhìn thấy anh thì em cũng thấy em thấy quen quen, không biết là đã từng gặp hay chưa, nhưng mà thấy dáng người cũng quen và cũng có chút cảm tình. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn em. Chắc gặp trong mơ lần nào rồi đó. Em là làm nha sĩ ở dưới này là lâu chưa? Dạ, em vô Sài Gòn cũng được gần 4 năm. Là ngày trước thì em có làm ở bệnh viện huyện là 6 năm, sau đó em mới vô Sài Gòn. Ở trên Gia Lai là nhà mình ở huyện nào? Dạ, huyện Phú Thiện ạ. Phú Thiện? Dạ, à, rồi, anh rồi. Ở đâu ạ? Thì nhà là ở bên huyện Cư Rút của tỉnh Đắk Nông. Dạ. Mà hiện tại là đang là điều phối dự án ở trên tỉnh Gia Lai. Dạ. Thì huyện Phú Thiện thì cũng là có nằm trong dự án. Dạ. Là anh ở trên thành phố luôn. Đúng rồi, ở trên thành phố. Dạ. Em có hay đi về nhà ở Phú Thiện không? Dạ, em cũng có hay về. Em thường xuyên về đấy ạ. Rồi rồi, nếu vậy thì là sau chương trình thì chúng ta sẽ cố gắng tạo cho nhau nhiều cơ hội để gặp nhau. Thì ở trên đó, từ thành phố đi xuống dưới đấy là cũng 70 km thôi. Dạ đúng rồi. Thì là anh sẽ thường xuyên xuống đấy để thăm em và gia đình. Trời ơi, quá thuận lợi rồi ha. Bây giờ tính xa hơn chút xíu đi. Khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới? Tiến tới thì mình lập nghiệp ở đâu? Ở Gia Lai, ở Đắk Nông hay là thành phố Hồ Chí Minh? Thử anh xem. Là anh sẽ làm cố định luôn ở Gia Lai hay sao? Thì công việc ở Gia Lai thì là hợp đồng. Dạ. Và sắp tới thì là anh sẽ làm ở Cư Rút của tỉnh Đắk Nông. Dạ. Đang đợi quyết định để đi làm. Là anh về luôn Đắk Nông làm luôn ạ? Đúng rồi, về bên đấy. Tại vì là mới thi đậu viên chức ở bên đấy. Dạ, tại vì em cũng muốn kiếm một người ở cùng Gia Lai với em. Thực ra thì em cũng chỉ làm ở trong đây vài năm nữa thôi. Sau này em cũng sẽ về Gia Lai thôi. Dạ, trước sau gì thì cũng về. Nhưng mà nếu mà em về Gia Lai thì anh lại về Đắk Nông nữa thì nó hơi bị lạ. Đến khi đấy thì mình chuyển công tác về bên đấy cũng được. Cũng dễ mà ha. Dạ. Thì giờ hai bạn đứng lên. Đứng lên. Chàng trai đứng lên. Dạ. Đó, tiến tới nắm tay cô gái. Rồi nhìn nhau đi. Dạ, tay anh hơi ấm. Dạ. Bây giờ Hội nắm tay khởi rồi đó. Hội thấy nãy giờ cuộc nói chuyện, Hội thấy cảm xúc thế nào? Và Hội thấy cô gái đứng trước mặt mình như thế nào? Cháu thấy là bạn nữ là rất là xinh đẹp, lại vượt quá tưởng tượng của cháu ạ. Và giống như là ý nguyện của cháu thì ví dụ như là nếu bạn cho cháu cơ hội thì thời gian nữa hay là sang năm tiến tới kết hôn đều được ạ. Trừ tháng 7 ra thì tất cả là các ngày còn lại đều là ngày đẹp ạ. Dạ. Rồi Khởi thấy thế nào Khởi? Dạ, thì khi mà đăng ký chương trình á, thì em cũng có hơi phân vân là không biết có nên đăng ký không. Nhưng mà do bạn bè chị em trong cùng chỗ làm cứ kêu đăng ký đi chị. Thực sự thì khi mà vô Sài Gòn thì thời gian chỉ có đi làm và đi học, thì em cũng không có thời gian để quen biết. Nhưng mà hy vọng là qua buổi chương trình ngày hôm nay thì em có thể gặp được một người cùng chí hướng, cùng nhau chia sẻ để có thể tiến xa hơn nữa. Dễ thương quá. Giờ mình hát tặng bạn gái một bài đi.
để giảm bớt cái không khí là căng thẳng và tạo tiếng cười cho buổi ghi hình hôm nay thì là cháu xin phép là gửi đến là tất cả mọi người là một đoạn trong bài hát là bức thư tình đầu tiên của nhạc sĩ Đỗ Bảo ạ. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em. Miên man bên trang thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc. Mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe. Môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Vấn đề còn lại ở Khởi. Dạ. Chúng ta sẽ xem cô ấy như thế nào. Trả lời bằng nút bấm. Nãy giờ mình có thể vui, có thể nói rất là nhiều chuyện, nhưng đã đến lúc chúng ta phải lắng lòng mình lại, thật nghiêm túc với trái tim của mình, thật nghiêm túc với suy nghĩ của mình, thật nghiêm túc với quyết định của mình. Và khi bấm nút, chúng ta phải thật sự rung động và có trách nhiệm với nó nhé. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Khởi không bấm. Dạ. Lý do tại sao em? Tại em... Nào đứng lên đây. Dạ. Dạ trước giờ thì em cũng đã có nhiều người tìm hiểu, thì em cũng có một cái ý định là muốn kiếm người con trai ở Gia Lai và làm việc ở Gia Lai. Thì nó sẽ gần nhà em hơn, tại vì mẹ em cũng lớn tuổi rồi, em cũng muốn gần mẹ. Chứ nếu mà em đi lấy chồng xa thì em không nỡ, nên là em chỉ muốn là gần nhà địa lý. Tại vì em cũng chia tay với người trước cũng là do khoảng cách địa lý á. Thoáng nhìn vào mắt của Khởi thôi, Quỳnh Linh biết rằng Khởi sẽ không bấm. Và chúng tôi để quyết định đó cho chính trái tim của bạn. Thật ra thì quyết định nó không sai, nhưng mà Linh nghĩ rằng là Khởi cũng hơi khắt khe về chuyện đó quá. Dạ. Các bạn rất là đẹp luôn, nhưng mà rất tiếc khi nút bấm của Khởi lại không bấm. Hội thấy thế nào? Cháu thấy là hơi buồn một chút. Dạ. Chú cũng buồn nữa. Thật ra là chú rất là quý cái nụ cười của hai đứa. Đúng rồi. Rất là thương nụ cười hai đứa, rất hợp nhau đấy. Chú nghĩ rằng là vẫn còn cơ hội đó Hội. Dạ. Cố lên nhá, quan trọng là con có muốn hay không thôi. Nha. Dạ vâng. Thôi. Đây. Năm nay là em sẽ mở công ty để em làm việc, cho nên em cần chút thời gian để em lo sự nghiệp, để lo gia đình. Công ty gì em? Dạ em sẽ mở công ty về thiết kế. Mở công ty mà có bạn gái nữa thì hỗ trợ rất sao là nhiều. Sao mình cũng không được cắn hay cơ, làm công ty ngồi văn phòng phải cắn chứ. Dạ em rất là hay đi du lịch, em đi dịch bụi. À đi nhiều cho nên là đen. Dạ. Đúng không? Mình là Đỗ Quang Tâm, hiện tại mình đang làm thiết kế tự do, mình chuyên thiết kế logo, nhận diện thương hiệu hay là truyền thông marketing. Làm ở đâu? Dạ em ở Vũng Tàu. Vũng Tàu hả? Dạ. Từ Vũng Tàu ở đây tham gia chương trình. Dạ vâng ạ. Tên rất là hay nhỉ, Quang Tâm. Dạ, bao nhiêu tuổi vậy? Dạ em sinh năm 93, em 26. 93. Mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả khán giả trong trường chào quay em. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Quý, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên kinh doanh về những mặt hàng quà tặng. Quê của em là ở Bình Thuận và hiện em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Một chút xíu về bản thân mình, những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em là có thể nói là hòa đồng, dễ thân thiện với mọi người. Và điểm yếu của em là nói chung là em suy nghĩ hơi chậm một chút. Và về nữ công gia chánh hay là gì đó thì em không có được tốt cho lắm. Còn cái gì nữa không? Có cái tật xấu gì không? Dạ tật xấu của em là có khi là cuối tuần là em sẽ ngủ nướng hơi nhiều ạ. Cuối tuần ngủ nướng, không đi đâu chơi với bạn bè hả? Dạ có, nhưng mà chắc phải đến chiều mới đi ạ. Dạ và dạ. Điểm mạnh của em là em hát cũng tương đối được ạ. Hát được, con hát thử một đoạn đi. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh, giây phút ấy cũng lâu lắm rồi.
và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Thì anh cảm ơn. Rồi, đàn gái đã hát thì đàn trai cũng đáp lại luôn. Wow, bạn nó biết tối sáo luôn chị. Trong một tác phẩm Romeo Juliet, một tác phẩm rất buồn. Nói chung á là cái môn thổi sáo này thổi đâu nghe cũng buồn hết trơn á. Dạ. Những cái lúc vui vui mình đừng thổi nha, thổi hồi ta tưởng đâu Trương Chi Mỹ Nương nữa. Rồi. Cái tài lẻ nào mà ngoài thổi sáo không? Thực ra thì em tuổi gà mà, cho nên kiểu như là cầm kỳ thi họa văn võ gì em cũng biết hết. Hay vậy. Dạ. Điểm yếu có gì không, hay tật xấu có gì không? Tất cả những cái điểm mạnh của em cũng là điểm yếu của em. Tại vì cầm kỳ thi họa văn võ gì cũng biết, nhưng mà biết chút 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 hả? Dạ. Không yếu đâu, biết chút chút thêm mới vui. Rồi còn cái gì tật xấu nữa không? Ví dụ như là đi ăn thì em rất là nhạy cảm với đồ ăn. Tức là em ăn cái món đó em có biết nó có sạch hay không, nó như thế nào được, em ăn có phản ứng liền. Dạ. Nhưng mà sao mà em nhạy cảm đồ ăn, ít ăn mà sao nó cũng cũng hơi nặng ký. Dạ, tại vì em nhạy cảm đồ ăn cho nên em biết cái món nào ăn được là em ăn nhiều. À, yeah. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? À, dạ thì em chỉ có một mối tình thôi anh. Mà mối tình đó chắc là chỉ trong vòng một tháng là kết thúc rồi ạ. Hồi nào, lâu chưa? Dạ, lúc còn em còn đi học đại học đó chị. Sao mối tình ngắn ngủn có một tháng vậy? À, tại vì lúc đó em cũng tự ti về ngoại hình của em quá, cho nên em cũng không có quan tâm gì đến bạn nhiều á chị. Mà ngoại hình như thế nào, lúc đó như thế nào mà tự ti? À, dạ lúc đó mặt em bị lên mụn, bị dị ứng á chị. Với lại lúc đó em rất là mập ạ. Cũng là bao nhiêu ký? Dạ 58 kg chị. À, em cao mét mấy? Dạ 1m58. Cũng bình thường chứ đâu có mập đâu. Thì bây giờ còn tự ti không? Dạ thì cũng bớt rồi, nhưng mà tại vì môi trường làm việc của em cũng không có nhiều bạn nam á, cho nên em cũng chưa quen ai nữa. À, rồi. Bên kia có một mối tình, bên đây mấy mối? Dạ thì cũng có một mối tình nhưng mà không chính thức. Tại vì yêu đơn phương. Đơn phương? Dạ, yêu đơn phương khoảng 4-5 năm gì đó. Không có nói hay sao? Dạ, có tỏ tình một lần. Đầu tiên kiểu như bị tình yêu sét đánh ấy, cũng tỏ tình một lần. Tỏ sao mà tao không yêu? Thời đấy thì cũng hơi ngu ngơ, cho nên cứ tới nói người ta là mình thích người ta rồi chạy. Thì đúng rồi, nó thích bỏ chạy ai dí theo. Nó thích phải đứng lại. Vậy em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, dạ, hơi cao một chút, chị cũng phải 1m7. Nhìn hơi to con một chút. To có to, cao có gần có. Gì nữa? Dạ với lại bạn đó đừng có đen quá. Có chút chút đen. Có cái mẫu hình lý tưởng không? Em thích nhất là diễn viên Huỳnh Hữu Minh đó chị. Chị cũng thích nhưng chứ đừng nói chị em. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Tuyệt đối là không được đánh bạc. Nếu mà hút thuốc thì ít thôi. Bạn trai có cờ bạc không em? Dạ không. Tứ Đỗ Tường có dính gì không? Dạ không. Không dính gì hết. Cho chị biết là cái mẫu người bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Thực ra thì em cũng không có yêu cầu gì hết về bạn nữ. Kiểu như là nhìn được là được. Em cũng không yêu cầu về chiều cao, cân nặng hay ngoại hình gì hết. Em cao mét mấy? Dạ em cũng gần 1m7. Nhưng mà mình cũng phải có cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Mình muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ chứ? Thì theo em là dễ nhìn, có giọng nói hay á. Thì kiểu như là em nghe mấy bạn mà nói giọng Huế á, là kiểu như em bị say nắng luôn đó. Rửa hả? Giọng bên kia nãy giờ hay không? Dạ cũng dễ nghe, ngọt ngào, hát hay. Rồi, nếu được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Chắc cũng phải vài năm nữa. Tại vì em đang chuẩn bị năm nay là em sẽ mở công ty để em làm việc. Cho nên em cần chút thời gian để em lo sự nghiệp, để lo gia đình. Công ty gì em? Dạ em sẽ mở công ty về thiết kế. Mở công ty mà có bạn gái nữa thì hỗ trợ rất sao là nhiều. Sao mình cũng không được trắng hay cơn? Làm công ty ngồi văn phòng phải trắng chứ. Dạ em rất là hay đi du lịch, em đi dịch bụi. À đi nhiều cho nên là đen. Dạ. Đúng không? Bạn gái không có thích đen. Cho nên mai mốt đi nhớ bịt mặt, bịt khẩu trang lại kỹ kỹ nha. Anh qua coi bên đàn gái sao nha. Dạ. Dạ em chào anh ạ. Ủa sao dạ. Anh trai cần phải đen cho nó mạnh mẽ lên chứ. Nhưng mà em sợ đen quá anh, em đứng với ảnh thành hắc bạch vô thường luôn á. Đâu có sao đâu, đen mới là mạnh mẽ, đồng đen mới là bản lĩnh.
mà bạn bên nó đen lắm à. Đến nỗi đen, em nhìn anh á là bạn trắng hơn anh chút đó. Dạ vậy thì được anh. Đừng có tự ti mình nữa nha. Dạ. Mình yêu là yêu quyết liệt, cái gì mới có một tháng bỏ chạy rồi. Bây giờ hết rồi nha. Dạ hết rồi anh. Dứt khoát đi, anh thấy bạn trai mình đây dễ thương đó. Hai đứa rất là hợp lý, trắng đen, black and white. Rồi, như vậy thì bây giờ mình tiến tới hỏi ý kiến người thân thôi. Em gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em với lại hai dì ruột của em ạ. Có mẹ với dì, dạ, chào mẹ đi. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, MC Carter. Chào khán giả trong trường quay, cùng cháu trai ở bên này. Cháu Quý thì ngày thường cháu tính hiền, hơi nhút nhát. Chính vì cái nhút nhát là vậy cho nên là muốn tìm một người quen và đến hôn nhân chứ không có thích là quen nhiều người. À, vì đây mới là thúc là đi đăng ký chương trình đi. À. Cho nên là cháu mới đi đăng ký. Nhưng bây giờ cô thấy á, là con rể tương lai này được không? Thì thấy cháu cũng nhìn chung ở tuổi 93 nhưng mà cũng đã cố gắng lập nghiệp. Cháu cũng thấy có vẻ chững chạc. Đối với cô thì không có đòi hỏi gì cao. Chỉ là muốn sau này con rể là phải yêu thương vợ và coi nhà vợ cũng giống như nhà mình. Đến đây cũng là một cái duyên. Còn các cháu bấm hay không, đó là quyền khi mà mở ra mà cảm thấy hợp thì các cháu bấm. Dạ, rồi, rồi, cảm ơn cô. Nay em trai đi với ai? Dạ, em đi với bố em ạ. Chào chị gặp bố em ạ. Rồi, chào chú. Chào chú ạ. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và chào tất cả khán giả trong trường quay. Dạ. Và chào cả, chào con. Dạ, dạ chú. Thì bây giờ là trong cái chương trình này thì tôi cũng thấy là hai cháu thì tôi cũng thấy là cũng được. Nhưng mà cái quyền cơ bản là phải là của các cháu. Nếu như mà trở về một nhà thì được thì là tốt. Mà không có thì các cháu cũng là một người bạn rồi có qua lại thì cũng điều tốt thôi. Dạ, hết dạ rồi, cảm ơn chú. Bây giờ mà mở rào cho hai con gà gặp mặt. Rồi, xin mời hai bạn. Có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Nãy cháu có nghe bác nói về duyên nợ thì cháu xin phép tặng bạn nữ này một bài thơ. Đời gọi nhau bằng câu duyên nợ, bỗng mật cười hỏi đời nợ hay duyên. Nếu là duyên thì do trời vun vén, gặp được nhau là kết trái tình si. Thế nên đừng đem duyên nợ để làm cớ để yêu. Thì hôm nay đến đây em có cũng chuẩn bị một món quà cho bạn Nam ạ. Thì món quà này là em mới gấp khoảng 200 ngôi sao và có một số hình trái tim ở đây. Và trong những hình trái tim này là có một số câu em muốn nói. Thì anh có thể mở một cái ra đọc. À ok. Trước khi mở này ra mình cũng xin tặng bạn cây sáo này. Thì cây sáo này là mình mới đặt xong, nó là tung la. Nó cũng rất là dễ thổi. Mình có thể chỉ hướng dẫn bạn thổi sáo. Run quá. Đọc đi cưng coi đó cái gì đó. Mình cũng rất là thích xếp giấy. Mình có thể xếp được một vườn thú bằng nghệ thuật origami. Chúc anh luôn có nụ cười đẹp và ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay. Em mong người luôn mang nụ cười đến cho anh luôn là em. Và cảm ơn bạn. Mình cũng hy vọng mình có thể mang nụ cười đến cho bạn không chỉ ngày hôm nay. Cảm ơn. Bạn cảm nhận về cô gái đối diện như thế nào? Em nghĩ là bạn này là một người rất là lạc quan, muốn mang đến hạnh phúc cho người khác. Bên trong có vẻ gì đó là hơi yếu đuối chút, nhưng mình nghĩ bạn rất là lãng mạn. Mình cảm ơn. Rồi, mình nói một chút xíu về quan điểm tình yêu gì đi. Hai bạn hẹn hò, bây giờ hai bạn một người ở thành phố Hồ Chí Minh, một người đang ở Vũng Tàu, mình sẽ hẹn hò như thế nào? Ở đâu không quan trọng, quan trọng là lý do thôi. Em có thể tới Sài Gòn bất cứ lúc nào. Là vào những ngày bình thường là bạn cũng có thể chạy lên được à? Đúng rồi, bất kỳ khi nào bạn cần. Nói chung là sau khi gặp bạn thì mình có một nhận xét là bạn rất là nhìn rất là dễ thương. Wow, mình tưởng bạn kêu mình rất là đen. Không, nói chung như thế này là không đen lắm. Đối với mình, tại mình gặp nhiều bạn rất là đen rồi cho nên mình cũng hơi sợ. Đen. Ba nó đen rồi. Được rồi, bây giờ hai bạn có còn món quà gì dành tặng cho nhau nữa hay không? Em có một bài nhảy có chuẩn bị rồi á. Rồi, mời bạn. Dạ em xin hết ạ. Đang hay mà.
Dễ thương đó. Thì bây giờ Tường nghĩ là hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau, mỗi người hãy nói với nhau một câu cuối cùng, một cảm xúc gì đó trong lòng ta đang nghĩ về người đối diện. Mình thấy bạn khá là dễ thương. Mình không yêu cầu gì nhưng mà bạn có vẻ là một người vượt quá mong đợi của mình rồi. Nói chung là thông cảm cho mình, tại vì những cái lúc mình hay nói chuyện thẳng thắn với bạn nữ mình hay bị bối rối. Nào, chuẩn bị. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Rồi, hãy suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Mình nắm tay bạn nữa. Em gái bấm hơi chậm nhỉ. Nè, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành tặng cho hai bạn là một phần bánh cao cấp Goodie, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Hai đứa hôn nhau trước mặt mọi người để chứng minh rằng chúng ta bấm vì cả trái tim của mình. Không má rồi nha. Thôi cũng được, không sao. Bất phần đi. Rồi tiếp. Vui vẻ mặt bé, không hút thuốc, không gia trưởng. Có hút thuốc không bạn trai? Dạ em không. Có gia trưởng không? Dạ không. Phải biết đảm đang nha Quyền Linh. Em tên là Hoàng Văn Hùng. Năm nay 29 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, còn hiện tại bây giờ đang học tập công tác tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Bạn làm công việc gì? Dạ báo cáo anh là hiện tại bây giờ em đang giữ chức vụ là chính trị viên đại đội 17 trung đoàn 3. Đơn vị của em là đơn vị binh chủng thuộc đơn vị công binh. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em tên là Hoàng Phan. Năm nay em 30 tuổi, chưa trừ thuế. Chưa trừ thuế là sao? Là còn 27 á chị. Trời đất ơi, tuổi mà chưa trừ thuế 10% nữa. Hiện tại em đang làm kế toán ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em là quê ở Đồng Nai. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em có thể là em khó tính hay là lạnh lùng với người lạ. Em biết làm bánh kem chị. Cái điểm mạnh đó là lạnh lùng với người lạ là điểm mạnh đó hả? Dạ. Trời đất ơi, vậy điểm yếu? Là dễ tin người, nấu ăn dở, không có được ngon. Và hay mít ướt lắm chị. Thường mít ướt là ai dỗ? Tự hấp, tự nấm, tự vỗ. Cô này cũng lạ quá ha. Ngồi cái giới thiệu tuổi thấy cũng là lạ rồi. Bạn trai, nãy giờ bạn cảm nhận như thế nào? Em có thể nhờ bạn gái nói to hơn một chút nữa để em nghe rõ hơn được không ạ? Tức là bạn gái hôm nay trên sân khấu hình như là chưa đủ tự tin. Hỏi đi em, hỏi thoải mái lên. Hỏi gì, hỏi đi. Nhà anh có mấy người vậy? Nhà anh thì có hai anh em trai thôi, anh là đầu. Còn em trai sinh năm 91, hiện tại đang công tác ở ngoài Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Ủa mà anh công tác ở Đồng Nai hay là ở đâu anh? Anh công tác ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Tụi em lên anh cũng xa à? Đi khoảng 2 tiếng á. Em ở Đồng Nai thì là ở... quê ở Đồng Nai thì là ở huyện nào? Trảng Bom anh. Trảng Bom ạ. Trảng Bom ở khu vực huyện xã nào nhỉ? Trung tâm luôn anh. Trung tâm ạ. Bởi vì nhà bác anh ở ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến. Thì đúng, gần quá. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn trai là gì? Em thì rất là vui vẻ, dễ gần, biết chơi thể thao. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu nhất của em đó là em hay thức khuya. Bởi vì do đặc thù công việc, với thứ hai nữa là do thói quen từ ngày em học tập công tác tại trường. Có sợ ma, sợ động vật, có dúng gì không? Đặc thù môi trường quân đội thì mình không thể sợ những cái đó. Đúng rồi. Bởi vì là từ nhỏ thì mình phải đi học thì mình phải đi gác rồi. Đi hành quân hoặc đi thực hiện những nhiệm vụ có thể là có một mình hoặc đồng chí quân đội thì mình nếu mình sợ thì mình không thể làm được. Không run sợ trước bất cứ điều gì. Dạ. Bây giờ em đang mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Ưa mặt ưa nhìn, tối thiểu cũng phải là 1m72. Bạn trai cao bao nhiêu em? Dạ em có 1m71, chưa tính giày chị Cát Tường. Được không? Bớt phần được không? Kệ cũng được, không sao. Bớt phần đi. Rồi tiếp. Vui vẻ hoạt bát, không hút thuốc, không gia trưởng. Có hút thuốc không bạn trai? Dạ em không. Có gia trưởng không? Dạ không. Phải biết đảm đang nha anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh anh đảm đang lắm. Sáng anh đi chợ anh mua tôm, anh nấu mì gói cho con anh ăn mới đi làm. Thứ hai là hài hước như anh Trấn Thành. Còn thứ ba nữa là phải tiết kiệm giống như chú Hoài Linh. Sao tiêu chuẩn showbiz không nhỉ? Vậy thôi ha. Bạn trai mình cảm nhận như thế nào? Tiêu chuẩn là tương đối là cao. Thì nếu mà về tiết kiệm, về hài hước, về đảm đang thì có thể là hiện tại bây giờ thì bản thân em thì có thể là chỉ được đạt đến 80% thôi. Còn 20% nữa thì em sẽ cố gắng. Nếu ở đây thì tất cả các quý vị vừa xem lễ thành hôn của cặp đôi Văn Tân và Mỹ Phượng vừa rồi thì chính em là làm MC cho đám cưới đó. Ồ, vậy à.
Tốt quá. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Là một là em không thích bạn gái của hình xăm. Đừng có nhuộm tóc lòe loẹt quá, tức là những màu xanh, màu trắng, màu đỏ quá. Rồi yên tâm, ở đây không có cái gì hết trơn trời á. À, tóc dài, không có ăn mặc hở hang và lòe loẹt. Chuẩn luôn, chỉ có tôi hở thôi. Không, cái đó là do đặc thù của chị à? Vậy là ổn hết phải không? Dạ. Chào chị. Nếu bây giờ mình lấy nhau thì bạn định sẽ sinh sống ở đâu? Dạ, từ khi em xác định khi ra trường tốt nghiệp năm 2013 thì em đã vào đây xác định là em vào quân đoàn 4. Em lập nghiệp thì ở trong các tỉnh là Bình Dương và Đồng Nai thôi. Hiện tại bây giờ thì đúng nguyện vọng của em là về Xuân Lộc Đồng Nai rồi, thì em sẽ công tác gắn bó đây lâu dài. Bây giờ là bạn gái đang ở thành phố, em thì đang ở dưới Đồng Nai. Dạ. Thì giờ mình hẹn hò nhau đó thì em định như thế nào? Bởi vì cái đặc thù của đối với bọn em chưa có gia đình á, thì đơn vị sẽ tạo điều kiện trong một tháng để tranh thủ một lần. Khi mà hai người đã có tình cảm với nhau rồi thì lúc đó thì hai người sẽ tự sắp xếp. Ví dụ như là em sẽ lên thăm bạn, hoặc là cách đó 2 tuần sau nữa thì bạn sẽ xuống thăm em chẳng hạn. Rất rõ ràng. Xin lỗi mấy người bên đàn trai, tôi dữ lắm mà. Vâng, chào anh. Gái, hồi nãy em nói ở Đồng Nai hả? Tức là từ chỗ em đến chỗ anh ấy xa không? Nếu thường thì em tính thì khoảng là 2 tiếng anh. 2 tiếng hả? Trong đầu có bao giờ em suy nghĩ là em sẽ lấy một anh bộ đội không? Chưa anh. Chưa suy nghĩ hả? Dạ. Ừ, anh bộ đội cũng dễ thương lắm. Lấy bộ đội nó có nhiều cái hay lắm. Dạ. Kỷ luật nè, tinh thần thép nè. Em cũng mong mà sẽ kiếm được một người có tính kỷ luật cao để phải chị em. Kỷ luật rất cao, nguyên tắc ha. Em tới gặp sếp, em chỉ cần nói cái thôi là chồng em sợ liền. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với mẹ, mấy chị và bạn thân của em. À có mẹ em đi nữa. Dạ. Hả? Rồi cho chị gặp mẹ của em nha. Chào Linh với Cát Tường. Dạ. Dạ. Cô là mẹ em Sang. Cô thấy cậu bên này thì cũng được, chiều cao thì rất xứng. Chào MC Quỳnh Linh. Chào MC Cát Tường. Dạ. Thì mình là chị họ của Sang. Thì theo chị thấy bạn nam bên này thì nói về bộ đội thì chị cũng rất là thích những người làm trong cái ngành bộ đội. Thì người ta có kỷ luật, kỷ cương cao, thì tính cách thì thấy cũng vui vẻ đó. Bạn này làm trong cái ngành quân đội thì bạn cũng mạnh mẽ hơn Sang. Gia đình có một mẹ một con à, thì Sang cũng ít có được đi giao du tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Lớn lên thì đi học đi làm, cho nên là Sang có cái phần hơi nhút nhát. Chị cũng nói thì thôi thì hai người cho nhau cơ hội đi để tìm hiểu. Mời đại diện bên đàn trai. Xin được chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên Lê Chuân, hiện đang là phó chủ nhiệm chính trị của Đường Chư Hùng. Và cũng thông tin cho anh chị biết và quý vị biết rằng là trong cái chương trình đặc biệt số 311 vừa rồi á, là có 2 cặp của quân đoàn 4 và của trung đoàn 3 chúng tôi. Thì một cặp mới tổ chức đám cưới, cũng hy vọng rằng tất cả những cái đôi lứa mà anh chị đã tác hợp như này thì sẽ thành hiện thực. Còn đối với hai bạn, tôi chỉ hỏi bạn Sang một câu, bạn hiểu gì về môi trường quân đội? Em xem phim cũng về quân đội cũng nhiều, em nghĩ đơn giản lắm anh, là có tính kỷ luật cao. Nghiêm khắc, tác phong chỉnh tề. Rất cảm ơn em đã hiểu được bộ đội. Và xin nói với em biết về Hùng như thế này. Hùng là một cán bộ chính trị viên của đại đội, là một người năng nổ, nhiệt tình, người MC rất tốt. Tuy nhiên cái niềm chân thành và sự thật thà và người bản lĩnh, Hùng là số 1. Bởi vì tôi công tác với Hùng tôi biết. Cái này thì em yên tâm, số 1 đi, không phải lo đâu. Đơn vị của Hùng là đơn vị bảo đảm công binh, nó rất nhiều cuốc, xẻng. To có, dài có, ngắn có, nặng cũng có. Và nếu như em xác định đến với Hùng, anh Sỉ nhắc em và tặng em 4 chữ. Một là biết chịu thương, hai là biết chịu khó, ba là biết chịu đựng, và cuối cùng là biết hy sinh. Đây là 4 cái yếu tố rất cần đối với người vợ của quân đội, người sĩ quan hoặc người chiến sĩ trong quân đội nói chung. Còn đối với Hùng, thì qua cái tiếp xúc lần đầu đối với Hoàng Sang, anh thấy là tuyệt vời đấy. Anh cũng như em thôi, anh 30 tuổi, lấy vợ anh 27 tuổi, cũng chưa có một mối tình nào hết. Mặc dù anh cũng đã có 27 rồi. Đây là một điều rất quý ở một người trân trọng, của một người phụ nữ biết giữ mình. Không phải người ta khó tính, nhưng người ta biết lúc nào cần thiết và lựa chọn bạn như thế nào để phù hợp với mình. Em nên trân trọng cái điều này. Anh mở cương vị của em, anh cũng sẽ bấm ngay. Chọn Sang thì phải bấm ngay, chớ để qua ngày hôm nay á, thì người khác cũng đi. Xin được cảm ơn anh chị, cảm ơn... hai bạn. Có sự đảm bảo từ lãnh đạo, từ chỉ huy rồi đó. Hoành tráng quá ha. Dạ. Và kéo màn lên cho, quan trọng là đôi trẻ thôi. Em hy vọng cái này em sẽ dùng nó vào mỗi sáng. Dạ.
khi mà nói chuyện tiếp xúc á, qua bên màn thì chưa được nhìn thấy nhau, thì bây giờ kéo màn lên rồi thì ngồi đối diện này, thì cái cảm nhận đầu tiên của em với anh như thế nào? Chiều cao thì có nhưng mà hơi ốm. Ốm nhưng mà khỏe em. Sao anh biết khỏe? Bộ đội 10 người như một. Em có thể bật mí cho anh biết rằng là tại sao lại em lại đưa ra những cái tiêu chuẩn mà giống như lúc nãy anh Quyền Linh nói là toàn là tiêu chuẩn của showbiz không á? À không phải anh, cái đó là một phần thôi. Tại vì cái tính đảm đang của anh Quyền Linh, tại vì em không có giỏi nội trợ nên em muốn có một người đảm đang như anh Quyền Linh để có thể... Tức là để có người nấu cơm cho em ăn đúng không? Phụ sang sẻ chứ không phải. Thứ hai là hài hước, mà nhiều khi tính em cũng khó đó. À, em khó tính đúng không? Dạ, nên em cần một người phải dạng như chọc ghẹo phá em để có thể là giúp em cười nhiều hơn trong hàng ngày. Còn ví dụ như tiết kiệm như chú Hoài Linh á, thì cuộc sống anh đương nhiên mình cần phải tiết kiệm trong để mình lo cho tương lai, chứ không phải là mình xài xả láng. Ví von vậy thôi, yên tâm, bộ đội tiết kiệm số 1. Bởi vì cái đặc thù công việc của anh á, là anh về bên mảng hoạt động văn hóa văn nghệ, anh xây dựng chương trình đấy, rồi là dẫn chương trình, MC, là biên đạo nữa, thì có thể là trong quá trình đó thì có những bạn nữ ở xung quanh là đơn vị kết nghĩa để bọn anh phải hướng dẫn để múa, để xây dựng một cái chương trình nó hoàn thiện. Thì ví dụ như là mình là đến với nhau đi, vâng, đấy, thì trong cái quá trình mà luyện tập đó thì anh bận công việc của anh, và xung quanh đó có những bạn nữ ở xung quanh đó, thì mặc dù ví dụ như là cái công việc đặc thù thì anh phải niềm nở, phải vui vẻ, phải giúp đỡ người ta, thì em có ghen? Phải xem nó ở mức độ như thế nào. Thì anh đang nói là công việc. Nếu như công việc thì em cho phép, còn nếu như mà ví dụ như ngoài giờ làm việc đi mà có những tin nhắn lạ này nọ kia tới thì cái đó là phải xem xét lại. À rồi, tức là cái tin nhắn là tin nhắn tình cảm đúng không? Còn tin nhắn công việc là không liên quan đúng không? Tùy anh, nhiều khi mà nhắn công việc mà trong đó vài ba câu tình cảm sao em phát hiện ra được. Thế thì bây giờ nếu như anh, để mà anh thuyết phục một người mà đến giúp đơn vị anh, thì anh phải cảm ơn người ta, hoặc là anh phải nói làm sao để thuyết phục được người ta là đến, sẵn sàng đến giúp đơn vị anh đúng không? Thì em có nghĩ đó là cái tin nhắn tình cảm là anh đang tán tỉnh cô ta không? Nếu như mà anh nói cho em biết trước điều đó thì em sẽ cảm thông mà bỏ qua, thì coi như đó là công việc của anh thì em sẽ chấp nhận. Cái đó là hai người tôn trọng nhau đó. Dạ đúng rồi đó. Với lại nữa là em là không có cái tính là điện thoại của anh cứ quản, không có đừng có đụng chạm đến điện thoại tin nhắn riêng của ai. Nếu như anh muốn đưa thì anh đưa, không là em sẽ không có đụng chạm tới. À, cái sở thích nhất của em là gì? À, đọc sách, xem phim, đi phượt. Anh có thể đi về cái nào? Anh thì xem phim với đi phượt, bởi vì anh thích là đi du lịch giống như kiểu là mình thích đi những nơi nào mình đến á, mà đúng mình rồi. Đi bằng phương tiện xe máy là mình đúng, đi chơi đúng, thôi chứ không đúng, phải nhất thiết đúng. Là đi theo đoàn hay như nào. Chính xác. Đó, ấy em nói là vậy đó. Cô gái này rất là khó, nhưng nếu biết cách thì cô cũng rất là dễ. Dạ. Cô cười rất là tươi. Em sẽ hát tặng bạn đây một đoạn đầu của bài hát Lối Nhỏ Vào Đời. Anh sẽ là gió lòng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa cỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, dìu em bước vào đời. Cuộc sống của em vốn dĩ rất ít người, mà nếu như anh bước vào được thì anh sẽ là người duy nhất. Hay quá. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau nào. Mạnh mẽ lên đồng chí Hùng. Không, anh muốn em nhắm mắt lại. Ủa vậy hả? Mà bên 41, bên 42 cái màu em thích không? Dạ. Em có cái màu thích không thì để bạn đổi cái 42. Dạ. Có đúng ý em không? Cái màu sắc của đôi giày. Không được rồi chị, cái màu này màu đen với mình. Bây giờ thể thao là nó vậy chị ơi. Dạ. Thì là em xin tặng anh ạ. Dạ, cảm ơn em. Để đây. Rồi, hai đứa ngồi tâm sự đi nào. Cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đó. À, trong lần gặp mặt này em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh ok, hiền lành, vui vẻ. Nói chung thì... Và cảm thấy ấn tượng. Nói chung thì anh hồi đó giờ anh cũng ít có quen ai và thương ai lắm. Nhưng mà anh quen anh thương thì anh thương rất là tình. Mà lo lắng yêu thương chăm sóc thì khoảng đó thì anh nói thì anh đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Dạ. Tại nói chung cái hiểu biết của anh gì đó nó cũng rất là nhiều.
yêu thương chăm sóc nó rất là nhiều. Thì em thấy anh là cũng đạt 90% là yêu cầu của em đã thành tượng ra. Thì em cảm thấy có cái gì đó nó vui vui. Tính tình hẹn hò thế nào? Tính tình thì hẹn hò thì em ở đâu vậy? Dạ hiện tại thì em ở quận 8 Cao Lỗ. À Cao Lỗ qua dạ. Đường cũng gần, anh ở quận 10. Anh ở quận 10 khúc anh, nào? Anh ở quận 10, anh ở Ngô Gia Tự với lại Trần Nhân Tôn. Ồ vậy gần rồi. Thì hẹn tuần mấy lần ở đâu đó? Thì hằng ngày anh thường rảnh những ngày nào? Cuối tuần thì anh rảnh. Cuối tuần mình có thể đi chơi. Dạ được. Rồi bây giờ mời nhà gái này em giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào quý vị khán giả, em tên là Lê Bình Út, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em kinh doanh online về giày và nước hoa. Em gia đình em hiện tại là có 15 anh chị em là kế Út nên em tên là Bình Út. À Bình Bình Út. Bình Út tức là kế Út đó phải dạ, không? Bình đúng Út rồi. Là em đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quận 8. Ở quận 8 phải không? Dạ. Mình kinh doanh online đúng không? Dạ. Bình Út, 15 anh chị em đó, người ta là áp Út là thứ 14 đó. Anh gì ơi? Dạ. Rồi giới thiệu về mình đi em. Lần tiên xin chào các bạn với trường quay, chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Bảo Di. Năm nay em 36 tuổi, nhà em ở thành phố nhưng mà nhà em ở thành phố ở quận 10. Bảo gì? Bảo Di anh. Bảo Duy hả? Bảo Di là duy nhất anh. Dạ. Rồi. Công việc của Bảo Duy? Công việc của em là hiện giờ em đang hùng với một người bạn mở quán cà phê ở quận 7. Công việc mới gần đây thôi. Mở quán cà phê? Dạ. Em làm chủ luôn? Có nghĩa là Hùng ở chung thì cũng là chủ nhưng mà nói chung chia anh cũng ít. Cũng như kinh doanh của các bạn kia vậy đó. Thôi cũng có làm chủ được rồi. Dạ. Cổ đông quán cà phê ha. Dạ. Rồi. Em nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của em cho bạn gái ta nghe đi. Điểm mạnh của em là hòa đồng, rất dễ chịu và biết quan tâm chia sẻ người khác. Còn điểm yếu của em là hay quên anh, đôi khi hay quên lắm. Có nghĩa hối thúc em việc gì là em sẽ quên việc đó. Mà không hốt thì thôi thì làm từ từ nên sẽ nhớ. Với lại gì nữa? Thì hay quên là mình cái công việc đừng có nhanh quá. Coi như em lại gì phải chậm chậm đúng không? Đúng, em cũng hơi chậm. Hơi chậm. Mời đàn gái. Em sao em nói về cái dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và rồi còn điểm yếu. Điểm yếu có hay quên không? Điểm yếu của em mà, điểm yếu của em là thật thà quá. Thật quá hả? Dạ. Nghe bạn kia bạn nói bạn hay quên á. Có khi nào mai mốt mà hẹn hò với em mà quên luôn giờ. Dạ cái đó để em nhắc. Ủa, bạn thật thà quá là thật thà sao em? Em có những cái sở thích gì đặc biệt không? Dạ em thích thể thao. Em thích du lịch. Thì về thể thao thì em chơi môn cầu kiển. Đá cầu quá phải không? Dạ đúng rồi. Vậy hả? Còn về du lịch thì em rất thích đi rất là nhiều nơi. Em thích như vậy. Nên em cũng muốn người bạn của em cũng thích cùng sở thích của em. Cùng sở thích. Đợi chút xíu nữa mình hỏi nha. Chút xíu nữa em mở rào ra em hỏi liền. Anh trai có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình ở khách sạn anh. Mối tình ở khách sạn hả? Không phải. Là mối tình là đó em làm khách sạn á, là bạn đó làm chung anh. Rồi hai đứa ở khách sạn luôn. Thì làm chung thì không phải ở khách sạn mà là làm chung quen trong khách sạn. Quen trong khách sạn. Dạ. Rồi ở trong khách sạn luôn. Cái đó thì quen trong khách sạn thì. Mà có ở trong khách sạn không? Dạ có ở trong khách sạn à. Ở khách sạn. Thì quen trong khách sạn, ở trong khách sạn. Lâu không? Em làm trong khách sạn cũng mà. Là công an mối tình nó cũng được 6 năm anh. 6 năm? Wow. Dạ. Vậy là chắc chắn có đêm ở khách sạn. Dạ, không có. Có không? Dạ không có. Trực đêm không? Có trực đêm anh, tại em đó em là lễ tân. À. Lễ tân là xoay ca thì cũng tất nhiên là có trực đêm. Bạn kia là gì? Bạn kia là làm phòng, làm phòng và dọn dẹp phòng rồi đó. Em có vô vụ phụ dọn dẹp phòng không? Có. Có phụ dọn dẹp phòng? Có luôn. Có hai đứa ở trong phòng không? Dạ cũng có luôn anh. Đi dọn dẹp phòng thì hai người ở trong phòng. Hai đứa dọn dẹp trong phòng luôn? Dạ. Có phụ dọn dẹp cùng nhau không? Có anh luôn. Rồi có làm gì nữa không? Không, không có làm gì anh. Thiệt không? Tại vì ở đó thì người ta có chủ khách sạn, người ta có quay camera hết. Nếu mà anh làm gì thì lâu, nhiều khi người ta đã hỏi là do là chủ sẽ đuổi anh. Cho nên không có nắm tay trong phòng không?
Có. Có hôn trong phòng không? Có hôn trong phòng luôn anh. Có luôn? Có. Gì nữa không? Dạ không, cái đó chưa có. Thôi, thật tình dễ sợ luôn đó. Lý lịch tình yêu là 6 năm một mối tình ở trong phòng. Nhưng mà sao mà yêu nhau 6 năm mà bỏ nhau uổng vậy trời? Nói chung thì lúc đó em chuyển một công việc khác nữa. Với lại bạn đó tính tình cũng hơi hờn dỗi nó. 6 tính năm là... mà không hiểu nhau hả? Sao ta giận dỗi sao có gì đâu? Mà giận dỗi thường thường giận lâu lắm anh. Giận bao nhiêu lâu? Có nghĩa là giận sao mà năn nỉ, mình năn nỉ các cái năn nỉ của mình á. Mình năn nỉ chân tình, thiệt tình. Rồi giận lâu quá thì em không nhắn tin lại. Cái nhắn tin lại bắt đầu là có những cái câu là cũng như là không có lời lẽ không tốt với em. Xúc phạm đó phải không? Dạ. Cho nên là giận luôn. Có nghĩa là tại sao anh nói anh quan tâm tôi mà tôi mới giận có khoảng đâu một tháng mà anh không nhắn tin tôi luôn. Mà trong khi là một tuần đó là em đã nhắn tin, em năn nỉ tùm lum hết. Dạ. 6 năm mà không hiểu nhau. Dạ. 6 năm có lần nào vượt rào không? Không có anh, tại vì bạn đó cũng kỹ lắm anh. Kỹ lắm hả? Dạ. Trời, không cho vượt rào luôn. Ở trong khách sạn 6 năm mà không có vượt rào lần nào luôn hả? Dạ. Hay là em không dám hay là người kia không cho? Tại em không dám đề nghị. Hả? Em không dám đề nghị. Không dám đề nghị luôn hả? Người kia không cho. Nhiều khi nói thì cái chuyện đó cũng hơi tế nhị, nhưng mà nói chung thì em muốn dành hết thời gian để có, muốn lập gia đình đó. Em ở thành phố thì muốn lập gia đình trong tay mình có tiền. Tại vì sao? Mình muốn lo cho một cái người mình yêu thương á là phải tuyệt đối. Anh phải lo cho người tuyệt đối, tự nhiên như người đó là yêu thương lẫn nhau, nhưng mà cái về trụ cột của người đàn ông nó nặng hơn anh, chứ không phải là khi một người về phụ nữ trụ cột rất là nặng. Đúng rồi. Bây giờ mình muốn hỏi như thế để chứng minh được là đàn ông người này rất là đàng hoàng, không phải là người tầm bậy tầm bạ, rất đàng hoàng luôn nha. Rồi. Tôi nghe nhà gái bên tôi thấy ưng rồi đó, ưng rồi đó. Chứng minh cho đàn gái bên đàn trai là số 1 luôn. Hơi bị đàng hoàng đó. Còn mình sao nè, mình nói cho bên đàn trai nghe đi. Dạ thì chưa có mối tình nào thật. Nhưng mà giống như là chỉ có coi tìm hiểu thôi, chưa có mối nào tình nào là gọi là chính thức. Em á hả? Dạ. Thiệt luôn á hả? Dạ. Tức là tìm hiểu mấy người, một người hay là? Dạ không, tức là có mấy anh cũng thương. Nhưng mà mình tìm hiểu thì mình giống mình quan sát á. Thì chưa thấy rung động nên chưa có mở lòng. Em không có rung động với những cái cho nên là hiện giờ nói chung là chưa có người yêu đó. Nói thẳng ra là chưa có người yêu luôn, đúng không? Dạ đúng. Bên đây còn dưới kèo bên tôi nữa nghe. Đừng có tự mãn vội. Em á, là tìm hiểu 6 năm chưa vượt rào, một mối tình rất trong sáng đúng không? Yeah. Nhưng mà em còn biết yêu là như thế nào, em còn nắm tay nắm chân đồ đi coi phim đồ ha. Bên đây là người ta chưa có mối tình nào luôn. Em vui hay là em hồi hộp hay là cảm giác em khi mà em tiếp nhận cái điều đó, cái thông tin đó như thế nói nào? Nói chung thì em cũng có cảm giác là cũng có vui. Thì em bản thân em á, một khi em yêu á là em sẽ lo lắng và yêu thương người đó rất là nhiều. Nhưng mà nói chung thì em phải yêu cầu, mà nói chung người đó là ví dụ như thôi khi quen nhau cũng có đôi lúc mà hờn dỗi hay này nọ đó thì cũng phải giận, giận ít thôi chứ mà giận nhiều. Đừng giận nhiều mà em cũng đau đầu lắm, tại vì bây giờ em nói đi, bây giờ cái điều mà em không thích ở phụ nữ là cái gì, nói cho bạn nghe luôn. Điều em không thích ở phụ nữ là nói chung thì thí dụ như người giận thì nói ra hết, thì lúc đó thì ví dụ như mà khoảng đâu 5-10 ngày hàng tuần thì hơi bớt giận, thì mình làm quà, mình đi chơi này nó đó. Nói chung là cái tình yêu nó cũng phải có một cái hương vị một chút, chứ không phải cái tình yêu nó quá khô khan chị. Có nghĩa là đừng có nhõng nhẽo quá đáng, đúng không? Dạ, rồi đúng đừng rồi. Có giận hờn quá lâu. Dạ đúng. Đúng không? Dạ đúng. Em có giận hờn rồi có nhõng nhẽo không? Dạ không. Em có sao nói vậy. Xong sao nói vậy, người ơi lật bài ngửa luôn đúng dạ. không? Được thì thôi. Tính tình. Rồi đó. Tại vì bạn này bên đây là bạn rất mạnh mẽ. Bạn mạnh mẽ tại vì bạn chơi thể thao rất là những người mà người ta hoạt động thể thao, người ta thích thể thao á, thường là tính tình ta rất là phóng khoáng. Cho nên là em làm gì em hồi hộp dữ vậy? Đôi mắt tròn to mà có vẻ rất là thảng thốt vậy. Có nghĩa là bên đây á, là bạn này đã phù hợp yêu cầu mà em đề ra rồi đó. Em còn mong muốn gì ở người bạn gái của mình nữa? Về sắc vóc thì như thế nào? Em nói chung thì đối chung thì em cũng rất là dễ. Tại tính tại em rất là dễ, cho nên em yêu cầu là nhìn được một chút.
Rồi cao thì em cao tới 1m7 thì người đó cũng phải từ 5m55 đổ lên. Em mét nhiêu? Dạ em trên 1m55. Ờ đó ngon lành. Giữa 1m6 với 1m55 đó là ok rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà chị lưu ý một điều là em có cảm thấy em bị trách nhiệm nặng nề không? Bạn này chưa biết yêu luôn á. Dạ đúng rồi chị. Trách nhiệm đúng không? Dạ, em phải dìu dắt bạn, em phải dìu bạn vào đường yêu đúng không? Vào, dạ, vào cái tình yêu. Dạ. Phải nâng niu người ta đúng không? Rồi, giờ được, anh thấy đằng trai là hơi bị ngon rồi đó. Cho bên gái tôi mà không ngon. Dạ, anh ạ. Trời, trời. Dạ. Dễ thương, rất là xinh xắn, nụ cười rất là tươi luôn á. Dạ. Được, ha. Em, thí dụ giờ hai đứa gặp nhau mà hiểu nhau rồi, thì yêu nhau rồi, khoảng bao lâu thì em có thể cho đàn trai bước tới? Dạ, ít nhất cũng 1 năm. Ít nhất 1 năm ha. Dạ. À, nhưng mà giờ cưới về mình ở đâu? Dạ cưới về ở nhà em luôn à. Ở nhà em ở với ai? Nhà em ở với mẹ em với một em, còn một đứa em gái nữa. À. Và hai người anh trai nữa. Hai người anh trai có gia đình chưa? Hai người anh trai cũng gia đình rồi anh. Nhưng mà trong tương lai thì em có thể em làm ăn thì có thể là mình mua một căn hộ hay mua một căn nhà nhỏ với mình ra ở yên luôn, chứ không không hẳn là ở trong nhà em. À. Nói chung thì tính toán rồi ha. Tính toán trước. Được. Tính toán. Tính toán được. Ừ, bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của người bạn trai của em là gì? Dạ, mẫu hình lý tưởng người đàn trai của em á là vui vẻ, nhiệt tình, biết trách nhiệm, biết san sẻ. Và nhất là phải biết hiếu thảo. Hiếu thảo là quan trọng nhất. Được không em? Được anh. Được ha. San sẻ, trách nhiệm thì cái đó là biết quan tâm, là em nói chung cái chuyện đó là ok. Anh nghĩ đàn trai làm được. Nãy giờ phỏng vấn đàn trai thấy cái gì cũng được hết trơn á. Không, có hơi chậm chút xíu thôi. Yeah. Cái gì cũng được hết trơn á. Ha. Yeah. Anh thấy ổn đó. Nhưng mà đừng lăng nhăng là được. Không có lăng nhăng trọng. Không có lăng nhăng năm. Cái người đó là không có lăng nhăng rồi đó. Thấy nãy giờ phỏng vấn 6 năm mà không có dám gì hết trơn. Là đúng là không lăng nhăng đàng hoàng đó. Yeah. Ha. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh chị và cháu với em của em. Anh chị ruột á hả? Dạ. Rồi, xin mời gia đình. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bạn trai bên đây và quý vị khán giả. Em là chị Bảy của Bình Úc. Tại vì người ta 15 người lớn, người ta là thứ 14 nè. Em thấy thì bạn trai bên đây thì cũng ok, cũng thật tình. Thì đến đây cũng là cái duyên rồi. Em của chị thì nó cũng hiền lắm. Chị cũng muốn cho hai em có một cơ hội với nhau để tiến xa hơn. Em xin hết. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả, chào hai MC Hồng Vân và Quyền Linh. Thì Duy ở bên đây, cái em gái bên đây cũng dễ thương lắm, có duyên lắm. Quá trời dễ thương. Dễ thiệt lắm. Thấy hai đứa cũng hợp lắm á, là anh tạo cơ hội cho nhau đi. Thiệt luôn á. Thôi mở rào đi, mở rào đi. Trong sáng ha, bên đây cũng rất là trong sáng, trong veo luôn á, trong vắt luôn á ha. Hai đứa này được đó, mở rào. Bắt đầu nha. Em tặng đi, em lên tặng quà. Em xin chào anh. Chào em, tặng em nhà bọc này tựa như thiên thần. Dạ, em gửi anh đôi giày. Thử giày đi, dạ. Để tôi ôm cái này cho. Em thử đôi giày này với ý nghĩa là anh có thể cùng em đi du lịch, đi đây đi đó cùng nhau để nó cảm thấy nó ý nghĩa hơn. Vì anh, xưa nay giờ em đi du lịch cũng một mình nhiều. Anh cũng thích đi du lịch. Anh cũng từng đi đi qua Malaysia cũng có rồi, Indo cũng có luôn. Dạ. Dạ, em có từng đi nước ngoài chưa? Dạ rồi, em cũng đi Indo, em cũng đi Thái Lan. Dạ, đi trong nước. Campuchia. Trong nước thì em đi hầu như cũng gần hết rồi. Dạ. Dạ. Thì em không biết anh có vừa không, nhưng mở ra đi cưng, mở ra đi. Dạ. Cưng. Này anh mang số 42 em. Dạ này 41 anh. 41 chắc nhưng yên tâm đi, em sẽ đổi lại cho anh.
Ủa vậy hả? Mà bên 41, 42 cái màu em thích không? Dạ. Em có cái màu thích không thì để bạn đổi cái 42. Dạ. Có đúng ý em không? Cái màu sắc của đôi giày. Không được chị, cái màu này màu đen với màu bây giờ thể thao là nó vậy chị ơi. Dạ. Thì em xin tặng anh ạ. Dạ, dạ, cảm ơn em. Để đây, để đây. Rồi, hai đứa ngồi tâm sự đi nào. Cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt đó. À, trong lần đầu mặt này em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh ok, hiền lành, vui vẻ. Nói chung thì... Và cảm thấy ấn tượng. Nói chung thì anh... Anh hồi đó giờ anh cũng ít có quen ai và thương ai lắm. Nhưng mà anh quen anh thương thì anh thương rất là tình. Mà lo lắng yêu thương chăm sóc thì khoảng đó thì anh nói thì anh đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Yeah. Tại nói chung cái hiểu biết của anh gì đó nó cũng rất là nhiều. Yêu thương chăm sóc nó rất là nhiều. Thì em thấy anh là cũng đạt 90% là yêu cầu của em đã hình tượng ra. Thì em cảm thấy có cái gì đó nó vui vui. Tính tình hẹn hò thế nào? Tính tình thì hẹn hò thì em ở đâu vậy? Dạ hiện tại thì em ở quận 8 Cao Lỗ. À Cao Lỗ. Dạ. Qua đường cũng gần. Anh ở quận 10. Anh ở quận 10 khúc anh, nào? Anh ở quận 10, anh ở Ngô Gia Tự với lại Trần Nhân Tôn. Ồ vậy gần rồi. Thì hẹn tuần mấy lần ở đâu đó? Thì hằng ngày anh thường rảnh những ngày nào? Cuối tuần thì anh rảnh. À thường. Cuối tuần mình có thể đi chơi. Dạ được. Cái đó mình sắp xếp được. Nói chung em là công việc em là bán hàng online sao? Em bán hàng online về giày và nước hoa. Thì thường hiện tại là em live stream. Còn em hiện tại em cũng đang kiếm mặt bằng để em kinh doanh về cà phê. Rồi kiếm luôn giày và nước hoa. Dạ, anh em ý chí cũng cao chứ nếu mà kinh doanh những mặt bằng đó là bây giờ mặt bằng ở không, thành phố rất là cao. Mình làm vừa phải trước rồi từ từ mình đi lên, không gì phải show ra nhiều quá. Đó là như vậy. Giao mặt bằng cổ đông quán cà phê mới mở đó. Chưa phát triển anh sao giao quán. Ông giày của mình thì đa số mình trưng bày cũng được, mình trưng bày xong mình giao tới nơi cho mướn khách nhà luôn. Anh Quyền Linh á, hai đứa đặt vấn đề mướn nhà anh Quyền Linh mặt tiền quận 7 á cưng. Được không anh? Được. Được. Có gì em ưu tiên đôi giày cho anh rồi đó. Ủa. Nha. Dạ, coi như ngay chợ bán cũng được đó em ha. Dạ. À, hai đứa bàn tính coi thế nào, dù giờ mình góp gạo thổi cơm chung thì khoảng bao lâu, rồi kinh tế như thế nào, rồi ở đâu, rồi con cái ra sao, mình bàn trước luôn đi. Nói chung mình muốn tiến tới hôn nhân thì cũng phải có thời gian. Dạ. Tại vì mình cũng phải có một cái chút vốn rồi mình mới làm đám cưới xong. Là nói chung thì đa số anh nghĩ nhà đa số người gái là cứ muốn lấy chồng thường thường là muốn sống riêng, ít muốn sống với mẹ chồng. Không, nhưng với em là em thích sống chung. Anh thích sống chung hả? Tại vì đông là vui. Đông vui, anh em của em cũng vậy, bạn bè cũng vậy, giống như mình chơi cái gì cũng vậy, vui là chính. Mình cảm thấy ở chung để mình hòa đồng với nhau, mình biết cách cư xử là mình vui hết tất cả mọi bên. À, anh có một cái sở thích là hay nghe nhạc. Em có nghe nhạc không? Dạ có. Em nghe những loại nhạc gì? Em thích nhạc xưa nè, nhạc bolero nè. Đó, anh biết hát những cái bài hát. Dạ. Đó. Vậy anh có thể tặng em một bài hát được không? Đúng rồi, tặng luôn đi. Tặng qua tặng lại đi. Anh sẽ tặng em bài hát rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trúc Phương là bài Chiều Cuối Tuần. Anh thích bài đó. Dạ. Anh thích anh tặng liền. Đi mà... anh ơi, anh đứng lên anh tặng cho có cột hơi. Dạ. Đứng lên. Cầm tay bạn gái hát luôn. Anh xin tặng em bài Chiều Cuối Tuần. Em ơi, tôi lên đường phố cũ gặp em chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần, vì hơn mấy lần vắng em trời kinh đô, nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quen ai khi người tôi mến, nằm trong lòng tay rồi,
Em ơi, dù hai chúng mình mong khi có thành biết nhau chiều hôm nay, xin nhớ mãi về sau này. Thôi mình đáp lại luôn đi em. Này quá. Mình đứng dậy đáp lại luôn. Vậy em xin gửi anh một vài lời thôi. Dạ. Của bài hát Sao Chưa Thấy Hồi Âm. Dạ. Theo năm tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần, đời hồi âm chưa thấy. Anh ơi nhớ dần đây, còn có em đêm ngày, hận thương nhớ vơi đây. Từ lâu đành xa vắng, đời trăm ngàn cay đắng, hỏi anh có hay chăng. Mỗi mòn đời hồi âm, thiềm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Ôi, em hát hay quá. Không được, em với tim mình đặt lộn xạ hết trơn. Giờ em gái chơi cầu cầu khiển đó. Dạ. Em có thể biểu diễn một chút xíu cho bạn trai xem đi. Dạ thì em xin phép diễn một vài bộ của cầu khiển. Hôm nay không có đò đem cầu nên em xin phép diễn bộ thôi. Bộ cầu khiển của em nó sẽ như thế này, như là mình đá từ ngoài sau ra ngoài trước. Gà. Đó. Nó là như vậy. À. Ờ, tức là mình quăng vậy là mình lấy cái chân mình đá. Dạ, đá từ ngoài sau ra ngoài trước. Đá cầu khiển là rất là nghệ thuật luôn á, rất là đẹp luôn. Mỗi lần mình đứng xem đá cầu khiển mình rất là thích luôn. Mọi người đá. Đó là cái môn thể thao em thường chơi. Dạ. Em về em có thể chỉ bạn trai chơi cầu khiển đi. Dạ, em hỏi anh có thích thể thao không ạ? Anh thích thể thao nhưng mà anh chỉ biết quýnh cờ thêm. Dạ được, em có biết quýnh cờ. Em quýnh được cờ ốp không vậy? Dạ, cờ nào em cũng quýnh được. Rất dạ. Là điềm đạm. Tại vì về thể thao thì đa số em đều biết. Nên em có thể chơi cùng anh. Em gái thấy vui quá. Duyên dáng luôn rồi nha. Nhưng, rồi. Nhưng mà okay. Bên gỡ về quýnh hay hay lắm nha. Dạ. Ngồi đây đi. Yeah. Em gái duyên dáng lắm luôn á. Yeah. Bây giờ nè, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Chào anh. Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì mình nhìn đối phương, mình cảm nhận trong lòng mình thế nào, mình nói rút ruột rút gan ra ha, không cần hoa mỹ, nói như cái gì mà mình đang suy nghĩ, nói đi. Anh tới đây thì anh cũng muốn tìm một người bạn gái, nói chung thì em cũng thấy cũng ok, tại vì tính ra đó hồi nãy em hát cái bài đó làm cho anh thích những người mà hát được nhạc bolero. Thường thường thì giới trẻ thường thường hát nghe nhạc trẻ không, không có hát thích hát nhạc bolero. Rồi nếu như là em cảm thấy được thì chúng ta cho nhau cơ hội và tìm hiểu lẫn nhau. Dạ. Tức là nãy mà em cất cái bài hát đó lên là anh rúng động liền đó. Là coi như thế ảnh có vẻ như là cái cảm xúc liền đúng không em? Dạ. Chị thấy vậy đó. Dạ. Còn em thì sao, nói một lời với anh đi. Anh hát cũng rất là hay và rất là truyền cảm. Mắc cỡ nổi mày đây luôn ông nội ơi. em đang rung, em sorry. Đang rung đó, ừ rồi cứ nói đi, em nói cho anh nghe. Thì nếu được thì anh và em có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ. Nếu được thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi. Hết thời gian. Để tay trái vào nút bấm. Anh trai. Tay trái. Tay trái. Tay trái. Ở dưới có nút bấm. Bên có tay trái đó. Bên này. Bên tay trái. Rối rồi, người ta rối rồi. Đó. Lúc này. À bên đây anh. Rồi. Rồi. Giờ đếm đi. Chúng ha. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem. Thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng chúng ta đừng ngại ngần bấm nút. Và bấm nút phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút không phải mình hẹn đi uống cà phê, mà bấm nút để tiến xa hơn nha. Rồi, sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân. 1 2 3 Hết thời gian. Trời, tôi nghe hai cái tiếng cạch tôi đã quá ông nội ơi. Cạch một cái là thấy đã rồi. Được rồi đó, nắm tay nhau đi. Bắt đầu mình đã chính thức hẹn hò đó. Không phải bắt tay, nắm tay. Đó, nắm tay. Vậy nói yêu 6 năm. Bây giờ thấy gùng quá. Gùng quá hả? Nắm tay xen tay vậy nè. Gùng thiệt anh. Để tay lên xen, kẻ tay đó. Nắm vậy nè.
Không biết xem sao. Rung, ông rung thiệt luôn á. Rung thiệt luôn á. Dạ. Một chàng trai cũng phải nói là rất là chân thành đó. Anh nghĩ rằng hai đứa sẽ bổ trợ cho nhau. Dạ. Em gái rất là có duyên luôn. Bổ trợ cho nhau trong cuộc sống, thì nghĩ rằng cái mối tình này nó sẽ rất là tuyệt vời luôn nha. Bây giờ trước có chị ở đây đại diện gia đình ha, em nói gì với gia đình đàn gái đi, xin phép tụi em hẹn hò và hứa với đàn gái gì để người ta tin tưởng, người ta giao em cho mình. Dạ chứ, em xin với phép gia đình bên đàn gái là em cũng như là em tên gì vậy? Em tên Úc. À, em tên Úc, là em hẹn hò với bé Úc đây là vùng không biết nói nữa. À, mà gồm thiệt nó rung rung quá, coi như là bạn nam này thực sự mà nói suy nghĩ cho nói đi thì em sẽ yêu thương, chăm sóc và chân tình với bên Úc. Úc bé Úc. Nếu mà em nói sai thì sao? Em nói sai em cũng sao nữa. Anh hỏi em sao em biết sao. Thôi nói chứ em nói với các anh các chị vậy là sau đó là cho phép em được đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi gò má của Úc. Má, em hứa là em sẽ chịu trách nhiệm với cái nụ hôn này nha. Dạ em xin phép đàn gái cho đàn gái nào à, đàn gái cho em nói hôn lại, nói lại, nói bình tĩnh, nói lại, nguyên gia đình ta ngồi dưới đó. Yeah. Em cho xin phép cho bên đàn gái cho em được hôn bé Úc. Rồi không đi, dám không, dám không? Được chưa, đúng chưa? Trúng rồi anh. Chưa trúng. Được rồi. Lại lấy hết suất bình sinh. Trời, anh làm nhưng mà đám đông kỳ quá. Được à. Được à. Không có, làm lại đàng hoàng lâu lâu chứ. Úc đồng ý, Úc nói một tiếng cho anh. Đầu tiên của người ta đó. Úc nói một tiếng cho anh can đảm lên coi. Em phải làm tròn trách nhiệm của đàn ông chứ. Nào, nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm. Thể hiện đi anh. Rồi. Thấy sao? Thấy nó có cảm giác lần lần nữa. Rồi, rồi dính rồi, dính rồi, lần lần là dính rồi. Say sẩm là dính rồi. Thiệt, cú sét, sấm chớp rồi ông tơ bà Nguyệt là chứng luôn rồi đó. Em gái, hãy dẫn dắt mối tình này theo hỗ trợ cho anh ấy để tình yêu được thăng hoa nha. Dạ. Đấy, cố gắng lên nha. Chúc hai em hạnh phúc. Mạnh mẽ lên. Nào, mạnh mẽ lên. Cố gắng lên nha. Dễ thương lắm á. Yeah. Thôi ốm chút xíu, cố gắng uống nhiều nhiều vô. Úc chăm nha, Úc chăm cho cha cho bạn. Chiều à. Có Úc Bình lo. Em tên gì? Em tên Duy anh. Nhớ không? Nhớ tên gì không? Tên Úc. Úc gì? Bình Úc. Bình Úc. Úc tại vì Bình là thứ 14 á. Gia đình có 15 người em lo hết nổi không? Đó không biết anh ơi. Ráng lo nha. Rồi, đây là sản phẩm Amity, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả, nước Amity của anh Quyền Linh. Nếu như các bạn cưới nhau, các bạn sẽ có sử dụng một năm miễn phí luôn. Giờ chưa cưới ra chợ thấy mua ủng hộ anh nha. Hôm nay cũng ít tế quá. Bán đắt như vậy mà cứ tan ế hoài. Nhưng mà thơm lắm nè, cái chị đang mua này, cái này cưng lắm nè, cái mùi nhớ 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 cho em cái mặt bằng đó nha anh. Anh sản xuất nước này luôn nè. Đúng rồi, bán dài với bán nước này luôn đó. Đúng rồi đó. Còn đây là thương hiệu robot tặng cho tụi em một cái voucher giảm giá là 50% khi mà các em đi mua những cái đồ điện gia dụng cho gia đình nè, đồ làm mát á. Xây bơm phum, xây bơm phum là nước hoa cái gì đó, thơm rất là thơm, thơm dữ dội luôn. Còn đây là cái máy nước nóng sen tông của nhập khẩu từ Mã Lai dành cho em. Đây là máy nước nóng Atlantic nhập khẩu từ Thái Lan. Em bưng này đi nha. Nếu như tụi em được bảo hành 1 năm 1 đổi 1 trị giá là 7 triệu. Máy nước nóng. Rồi. Trời ơi. Đi đi anh cầm dài phụ cho. Đó, đây là quà của anh Duy. Rồi. Rồi đi đi rồi tôi. Hiểu nhau đi nha.